Theo The Star, mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19, nhưng gần đây đại dịch vẫn đang bùng phát trở lại bởi các chủng của Ấn Độ và Anh với tốc độ lây lan vô cùng nhanh. Để cuộc sống trở lại bình thường, đẩy lùi được đại dịch, Việt Nam đã đặt mục tiêu sẽ tiêm vaccine miễn phí cho mọi người dân nhằm sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Đây được xem là giải pháp tối ưu, có hiệu quả lâu dài và chiến lược mang tính quyết định để thoát khỏi đại dịch. Trang The Star trích ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quỹ được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để mua, nhập khẩu vaccine cũng như tập trung tối đa nguồn lực nhằm nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine trong nước. Sự đồng thuận của người dân là mấu chốt để đánh bật đại dịch, trở lại cuộc sống bình thường, bình yên, an toàn. Trang The Star cho rằng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái này là điều ít có quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Trích lời tiến sĩ Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, việc huy động các nguồn lực để nâng cao khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 của chính phủ Việt Nam rất kịp thời, phù hợp với sáng kiến COVID toàn cầu. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam chấm dứt đại dịch. Hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một ví dụ cho cách tiếp cận toàn dân trong việc kết thúc đại dịch, ông Ki Dong Park nhấn mạnh. Đây là một sáng kiến hay, là điều Liên Hợp Quốc đã ủng hộ trong nhiều tháng nay. The Star trích ý kiến từ điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kama Mahotra. Đối với đại sứ Giorgio Alibetti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, việc thành lập quỹ là một phần quan trọng trong chiến lược chung đối phó với COVID-19 của Việt Nam. Ông cho biết tin tưởng rằng trong chiến lược này, chính phủ Việt Nam đóng vai trò chủ đạo trong việc huy động và kết nối các nguồn lực.